Ê Huy ơi, tô gà nó tới chưa? Trời ơi, cứ từ từ đi, nó sắp tới rồi đó. Ngày nào nó cũng qua đây để rủ Nabi đi chơi hết á. Nên là xíu nữa nó qua là mình dùng cái súng nắm đấm này mình bắn á. À, ok. Cái gì vậy các bạn ơi? Chỉ cần nó bắn vô mình một cái là mình hả? U cái đầu luôn trời. Nhưng mà không sao các bạn, tại vì sao? Tại vì Nabi sẽ bảo kê cho mình. Chỉ cần mấy đứa kia nó trôn mình một cái là Nabi hay là cảnh sát sẽ bắt mấy đứa kia vô tù liền. Để rồi mình sẽ đi ngang qua, mình sẽ hù tụi nó chơi coi. Hello, hello, hai người làm cái gì vậy? Qua tới kìa. Giờ chúng mày tôi bắn vô mặt nè. Dừng lại. Hai người có biết không? Hai người nếu mà bắn tôi một cái, Nabi sẽ bắt hai người vô tù trại giam đó. Tức là chưa dắt ơi, nó định mét cảnh sát Nabi kìa. Đúng rồi, thôi hai người tự bắn chơi với nhau đi nha. Thôi hôm nay có Nabi bảo kê, tôi gọi mình qua rủ Nabi đi chơi nào các bạn ơi. Cảm ơn chị Nabi bảo vệ em nha. Hôm nay em qua đi chơi nè. Hôm nay Nabi đi vắng, ngày mai mới vào server. Trong server này chỉ có mình dắt với lại Huy nấp thôi hả? Ủa như vậy có nghĩa là không ai bảo vệ ông này? Đúng rồi, chết rồi các bạn. Nếu vậy thì cho tôi rồi các bạn. Ơi đừng mà vô cái đầu rồi. Tụi nó bắn. Ôi trời ơi, chính cái con gà của tôi bay lên trời rồi. Chết rồi các bạn, hôm nay không có Nabi bảo kê tôi rồi, giờ sao đây các bạn? Chết rồi, chạy. Bị trôn hoài, tôi phải làm sao đây? Mình sẽ đạo ông giúp mình trốn trước cái này. Trời ơi, nguy hiểm không? Trốn, nhanh lên. Tụi nó là ở trên đầu mình kìa, các bạn thấy tên tụi nó không? Trời ơi, mình sẽ trốn dưới đây, tụi nó không biết được đâu. Trời ơi, đi chỗ khác đi mà. Trời ơi. Bay qua, tụi nó đi chỗ khác đi kiếm mình rồi kìa các bạn ơi. Chúng ta lên lại thôi nào. Nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy tức quá các bạn à. Tại vì sao tôi cứ bị trôn hoài vậy? Các bạn hãy ủng hộ tôi để tôi xử lý tụi nó, tôi trôn lại tụi nó đi cho đã cái đưa đi các bạn ơi. Chứ không để tụi nó hả ngồi lên đầu mình hoài được như vậy. Trước tiên mình phải nghĩ lên một kế hoạch thiệt là hoàn hảo, nên là các bạn hãy nhớ coi hết video để nghĩ ra cách cùng mình nha. Nhờ các bạn comment và tôi vừa nảy ra một ý kiến vô cùng hay ho các bạn, đó chính là hôm nay mình sẽ xây cho mình một cái hầm mộ. Đó chính là hầm mộ tô gà đó. Thì tại vì sao tôi quyết định tôi sẽ giả vờ một cái vụ tai nạn khi tụi nó trôn tôi sẽ giả vờ chết, sau đó tôi sẽ xây một cái hầm mộ khổng lồ và bên dưới hầm mộ đó tôi sẽ làm rất là nhiều điều bí ẩn các bạn, nên là các bạn hãy nhớ coi hết video để xem những cái hầm mộ đó có gì nha. Bạn có biết tôi đang làm gì đây không? Tôi đang xây mộ cho chính mình đó các bạn. Nghe có vẻ hơi đáng sợ nhưng mà không có đáng sợ đâu, tại vì mình đang làm một cái hầm mộ giả thôi các bạn, để khi mà tụi nó thấy được cái này tụi nó sẽ bất ngờ. Rồi các bạn nhìn một cái bia mộ khổng lồ này đó, tô gà tư di yên nghĩ, còn có hình của mình nữa này coi. Và các bạn thấy cái gì đâu, đây chính là một cái hầm bí mật các bạn. Bên dưới mình sẽ cho nó rất là nhiều điều bí ẩn. Bây giờ mình chỉ cần bấm vô đây một cái là cái hầm mộ của mình nó sẽ đóng lại nè, và chỉ cần bấm vô đây một cái nữa nó sẽ mở ra. Và bây giờ mình sẽ đi xuống bên dưới cho các bạn coi những điều bí ẩn bên dưới hầm mộ này nha. Đó các bạn thấy chưa, đây chính là một chỗ parkour, gọi là parkour hầm mộ ở bên dưới đó các bạn ơi. Trời ơi, mình đã trang trí quá trời là những bộ xương, nhưng mà nó chỉ là những bộ xương giả thôi các bạn, đừng lo nha. Thì mình sẽ phải parkour trên những cái hả cái hộp này. Ui nhìn rất là đáng sợ đó. Mình sẽ nhảy qua, mình sẽ phải vừa nhảy vừa né những cái bia mộ nó bay qua bay lại kìa các bạn thấy không. Ở cái quan tài cuối cùng đây các bạn, đây các bạn thấy một cái quan tài nó có một bộ xương đang nằm không, nhưng mà bộ xương này nó sẽ tỉnh dậy bất kỳ lúc nào đó, nên là mấy đứa kia nếu mà nó nhảy vô đây nó không để đi một cái nó sẽ bị hù và rớt xuống dưới cho coi. Và sau khi chúng ta vượt qua được thử thách thứ nhất, chúng ta sẽ đến với thử thách thứ hai. Thì đây các bạn thấy đằng kia cái cửa, nhưng mà cái cửa này nó đã bị khóa nên nó cần ổ khóa mới có thể vượt qua được, nên là chúng ta phải tìm kiếm bên trong những cái hầm mộ bên dưới này. Các bạn thấy không, bên dưới mình đã đặt những cái bộ xương vô, thì bây giờ mình sẽ đóng hết tất cả những cái hầm mộ này lại đó, và mình sẽ chỉ giấu một cái chìa khóa duy nhất ở một chỗ thôi các bạn ơi, đó chính là ở vị trí này nè. Ở trên này mình đã không đặt bộ xương nào đây cả, thì mình sẽ đặt cái chìa khóa vô đây. Đó, đây chính là chìa khóa để có thể mở được cánh cửa này, và bây giờ mình chỉ cần đóng cái này lại thôi các bạn ạ. Nhưng mà các bạn biết sao không, những cái bộ xương này khi mà chúng ta đã đóng lại rồi và chúng ta mở lộn ra, chúng ta mở ra một lần nữa thì con quỷ tô gà sẽ xuất hiện. Không tin thì bây giờ mình sẽ mở thử cho các bạn coi nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở nè, hãy cha, một con quỷ tô gà nó sẽ xuất hiện. Nó chỉ là bộ xương tô gà và nó sẽ xuất hiện để tấn công mình, tại vì mình đã chọn sai cái hầm mộ đó bạn. Sau khi chúng ta có được chìa khóa và chúng ta có thể đi qua được cánh cổng này, thì đằng sau cánh cổng này là cái gì đây? Đó chỉ là tên cầm quỷ tô gà đây các bạn ơi. Đó chỉ là những thứ mà mình đã tạo ra để trôn thằng Huy với anh Jack ngày hôm nay. Các bạn tưởng tượng cái vẻ mặt của nó sau khi mà bị nhốt xuống dưới cái hầm mộ này là như thế nào các bạn. Như được
rồi, bây giờ chúng ta xong rồi, bây giờ người ở yên đây nha. Bây giờ mình sẽ bay lên trên cái iceberg, sẽ còn rất là nhiều điều bí ẩn khác bên dưới hầm mộ này, thì các bạn phải coi hết video các bạn mới biết được. Các bạn hãy nhớ coi hết video nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi lên bên trên hầm mộ này và đóng cái này lại cho nó bí ẩn nè. Được rồi, sau đó bây giờ mình sẽ nghĩ cách gì đó để mình có thể dụ tụi nó tới được cái hầm mộ khổng lồ của tô gà này các bạn. Được rồi, đi thôi, đi thôi. Tôi vừa chế tạo một cái bom nguyên tử siêu cái gì này đi. Bom nguyên tử ra, ôi cái gì ghê vậy. Bây giờ mình sẽ bắn quả bom này vô. Ôi giời ơi, ghê okay. Vậy bạn, nguyên một khẩu súng đại bác luôn kìa các bạn. Để kiểm tra xem thằng tô gà còn trong nhà không, lỡ bắn vô nó sao. Ôi ôi ôi, nó trong nhà, nó đi rồi, nó đi rồi. Mình sẽ giả vờ như mình đang ở trong nhà đó nhưng mà tụi nó không biết. Được rồi, bây giờ để cho tụi nó bắn trước thử coi. Tạm biệt căn nhà nha. Để mình lên kiểm tra thử coi. Được cho tụi nó thấy. Bây giờ mình sẽ giả vờ mình nhảy vô đây. Ây cha. Sau đó mình sẽ nằm xuống giả vờ như mình vừa bị trúng đạn. Ây da, đau quá, ai bắn nhà tôi vậy. Ây da, có ai không cứu tôi với. Tôi bị dính đạn rồi. Tôi gà đâu rồi? Tôi ở dưới cái lỗ nè. Trời đất ơi. Ôi sao kêu hồi nãy không có tô gà trong nhà. Trời, tao không biết, tao tưởng mày không có ở nhà. Chết rồi, trời, tao không chịu nổi nữa. Các bạn được rồi, bây giờ mình sẽ ghi một cái lệnh này. Mình sẽ giả chết qua, đó chính là lệnh chết này. Ây cha, ây da, tao chết rồi. Ôi tụi nó bị dụ, nó bị dụ rồi kìa coi. Tụi nó đang cãi nhau kìa bạn. Được rồi, bây giờ nhân cơ hội tụi nó đang cãi nhau thì mình sẽ đào chỗ này mình trốn thoát đã coi. Nhưng mà trước tiên để dụ tụi nó được tới chỗ hầm mộ, mình phải dùng thuốc tàng hình cái đã coi. Hay cho là sau khi tôi đã tàng hình rồi thì bây giờ mình sẽ lên mình hù nó một chút xíu các bạn. Mình giả vờ là mình chết rồi và đây chỉ là linh hồn của tô gà thôi các bạn à. Gà nó biết cái gì, tụi mình đi tù chắc luôn. À biết vậy, hối hận vậy thì từ đầu đừng có làm. Hãy đi tới chỗ mộ của tôi đi. Như tôi ghen hiện hồn vậy, nó hù tụi mình kia. Nếu hai người không muốn chết thì hãy đi theo hướng phía sau nhà tô gà tí gì đi. Mình đã dụ tụi nó đi rất là xa luôn. Ủa, rồi đây coi. Ờ đi thẳng cho chết bự vậy. Sắp tới rồi đó, đây chính là mộ của tôi đó. À, các bạn ơi, mình đã dụ tụi nó tới thành công. Ok, bây giờ mình sẽ không nói chuyện với tụi nó nữa. Cái gì vậy? Sao mộ tụi gà có ở đây lúc nào vậy? Sao nó lớn như vậy? Rồi làm gì đây nữa? Có khi nào tụi mình cho nó nhiều quá nó buồn ấy, nó tự xây mộ cho bản thân mình không vậy? Ôi trời ơi, dắt nó nghĩ ra cái này luôn. Ôi nhưng mà nghe cũng hợp lý à, đúng rồi đó các bạn. À, ai bảo tụi bay trôi tao nhiều quá. Nó lỡ tao nó tự xây mộ cho bản thân đó. Ok, được rồi, bây giờ mình sẽ mở cái này lên cho tụi nó thấy. Cái này nó sẽ tự mở, tụi nó sẽ hết đâu có ai. Được rồi, mở lên nè. Ôi trời ơi, rồi đây nè. Rồi cái cổng nó mở ra nè. Dưới đó cái gì mà tối vậy trời. Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Xuống dưới này cho nó đóng cái hầm lại. Ôi mình cũng đi xuống luôn. Xuống à. Rồi luôn, hết lên luôn nha con. Rồi luôn. Bây giờ tụi nó sẽ phải đi xuống khám phá cái hầm mộ của mình nè. Được rồi, đi xuống đi chỗ nào. Ôi giời nè, tại ông á. Ủa cái gì đây? Trời ơi, gì đâu trời. Bắt cua qua đây thôi chứ hết đường ra rồi. Đúng rồi, đúng rồi, bắt cua đi. Ok, bây giờ mình sẽ bay lên mình coi tụi nó bắt cua này các bạn ạ. Được rồi, bắt cua vượt qua thử thách đi. Ok, tụi nó đang nhảy quá. Coi chừng, coi chừng, coi chừng. Ôi trời ơi, coi chừng nha. Ok, được rồi, để coi nhảy tiếp nè. Ok, ôi trời ơi, nhảy qua. Được rồi, bây giờ mình sẽ lưu điểm hồi sinh mọi người ngay vị trí này. Được rồi, ui tụi nó chuẩn bị nhảy tiếp kìa các bạn. Được rồi, đi coi tụi nó nhảy tiếp coi. Tụi nó bắt cua cũng hay quá chứ bộ. Coi được rồi, đi coi. Trời ơi, nó bị cái mộ đẩy rồi. Trời, dắt hồi sinh lại bên kia rồi kìa. Tôi về đây luôn rồi. Đúng rồi, mọi người sẽ bị kẹt ở đây vĩnh viễn. Được rồi các bạn, chỉ còn một cái cuối cùng, đây cũng chính là cái bẫy trôn của mình. Để coi thằng Huy nó nhảy lên nó sẽ bị cái hả cái xương nó hù như thế nào đây. Huy nó chuẩn bị nhảy qua đây các bạn. Ôi rồi, nó nhảy qua nè. Ôi Huy ơi, cái xương nó đẩy Huy xuống. Rồi này thì tò mò hả con. Ôi trời ơi, gì mà ghê vậy, không dám nhảy luôn. Thôi đứa tôi tội nghiệp đó chứ bạn. Huy nó phải về lại từ đầu rồi kìa các bạn. Được rồi, vậy thì bây giờ dắt nó phải canh làm sao khi cái xương xuống là nó phải nhảy qua liền này coi. Rồi bây giờ xương nó đang lên đó, xương nó hù lên rồi kìa. Bây giờ dắt nó chuẩn bị nó nhảy qua này. Rồi đợi xương nó xuống này. Ok, sau đó dắt nó sẽ nhảy qua. Ôi có lên, có lên. Ôi 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 ôi, nó cũng qua được luôn rồi kìa. Tụi nó bắt cua. Trời ơi, hình như mình hết tụi tao rồi. Trời ơi, may quá. Tôi vừa thấy con tô gà phải không ta? Trời ơi, không biết có bị lộ không nữa các bạn ơi. Linh hồn tô gà. Thôi thôi đi đi. Ôi may quá, tụi nó tưởng là linh hồn của tô gà coi nên làm sao. Được rồi, bây giờ tụi nó qua thử thách tiếp theo. Đây rồi, đây rồi. Đây chính là thử thách đi tìm chìa khóa đó các bạn. Tụi nó sẽ phải mở từng cái hầm mộ ra để kiếm cái chìa khóa để mở cái cổng bên kia kìa. Ủa sao không mở được gì hết vậy? Sao mà mở được.
Hình như mình cần chìa khóa. Đúng rồi, phải có cái lỗ khóa. Được rồi, bây giờ để coi tụi nó sẽ mở từ cái mộ ra để xem tụi nó hả thấy như thế nào nha. Ôi, có khi nào chìa khóa nó giấu ở dưới mấy cái mộ này. Đúng rồi đó, Huy nó suy nghĩ. Đúng rồi, nó mở ra kìa. Ôi, có ra xuất hiện kìa rồi. Ôi, đúng rồi. Ôi, tụi nó đã mở sai rồi đó rồi. Một cái bộ xương tô gà đã xuất hiện rồi. Ôi, trời ơi, nó xử con ma thô gà rồi kìa các bạn. Trời ơi, không phải hầm mộ đâu Huy ơi. Vậy chúng ta phải cẩn thận lửa. Ok, tụi nó kiếm hầm mộ khác rồi, để mở coi tụi nó mở cái khác này coi. Được rồi, cái nào đây. Ok, này thì sao? Ok, nhắc nó sẽ mở bên này coi. Được rồi, bắt Huy dắt quyết định mở cái bên đó coi. Cái đó sai rồi. Ôi, lại xuất hiện rồi kìa. Ôi, rồi trời đất ơi, tụi nó tội nghiệp quá rồi. Nhưng mà biết gì là tụi nó mới kiếm được đây. Con nào cũng có cái bộ xương cho thấy. Đúng vậy. Ê, như cái này nè, cái này sai nè. Sai luôn rồi, luôn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Còn có hai cái mà cũng chọn sai đi coi. Cái này mới đúng nè, trời ơi, mấy cái đứa này. Lại đi. Chỉ còn một cái cuối cùng ở đây mà nó không mở nữa coi. Được rồi, để coi Nguyễn Đức nó mở rồi. Mở đi. Ok, mở đi. Ô, chúc mừng, đúng rồi. Chìa khóa già, được rồi. Bây giờ lấy được chìa khóa và tụi nó sẽ mở được cái cửa này các bạn. Và tụi nó sẽ đến với chỗ con boss cuối cùng. Ôi, mọi người nhìn đây quá. Ôi, cái gì vậy? quái vật tô gà trời ơi, các bạn nhìn kìa, nguyên một bộ xương tô gà luôn đó. Tụi nó biết lỗi rồi, tụi nó biết lỗi rồi sao? Nhưng mà bây giờ biết lỗi là quá muộn rồi mấy đứa à. Bây giờ anh sẽ phải chiến đấu với con quái vật tô gà xương này. Huy ơi, sử dụng cái vũ khí hạt nhân là nãy đây. Vũ khí hạt nhân à? Ôi, thằng Huy nó cầm khẩu vũ khí hạt nhân kìa các bạn ơi. Ôi, giờ chắc là bị tấn công kìa các bạn ơi. Ôi, không hề hấp gì luôn. Ôi, trời ơi, toàn đó nó trâu lắm. Ôi, trời ơi, nó bắn dữ vậy. Ôi, trời ơi, nó bắn bom nguyên tử vậy. Nhưng mà con đó nó vẫn chỉ được. Mọi người không biết là con này nó rất là mạnh và nhiều khi nó bất tử luôn đó. Trời ơi, nó mạnh lắm đó. Ôi trời ơi, tụi đó không biết tụi nó đâu. Ôi trời ơi, bắn quá trời quá đất luôn kìa ơi. Nhưng mà nó không thể nào chết được, tại vì nó đã chết sẵn rồi mà nó là một bộ xương mà. Tụi mày đã biết lỗi và không dám con tao nữa chưa? Nếu tụi mày biết lỗi rồi, tao sẽ giết con quái vật đó giùm tụi mày. Biết lỗi rồi. Ôi, tụi nó biết lỗi rồi kìa các bạn. Được rồi, vậy bây giờ mình sẽ diêu diệt con quái vật này giúp tụi nó hãy cha. Được rồi nè. Ôi trời, con nguyện được luôn rồi. Đúng là tôi gà linh quá. Tụi nó kêu tôi linh các bạn. Thôi được rồi, bây giờ làm sao để tụi nó thoát ra tiếp đây đố các bạn đó. Các bạn có thấy một cái gì đâu, nó sẽ liên quan tới cái thánh giá này đây. Trời ơi, sao nó chưa thoát ra được nữa hả? Chưa đâu. Mọi người sẽ phải giải một câu đố cuối cùng để thoát ra được khỏi hầm mộ này. Khu mộ mới đắp này. Tại vì cái đường ra mình đã giấu đằng sau cái thánh giá này rồi. Coi tụi nó phải hả để ý vô cái này tụi nó mới thoát ra được khỏi đây. Nhưng mà không biết tụi nó có nhận ra không. Cái thánh giá này nó có gì đâu. Dắt nhận ra rồi kìa các bạn ơi. Ui, dắt có đang đẩy qua kìa. Ôi, dắt thông minh quá vậy. Dắt nó vừa mở ra cánh cửa. Nhưng mà không sao, tôi đóng lại. Chà. Mắc cười quá các bạn kìa. Ok, mở lại, ok, mở ra lại. Đóng lại. Được rồi. Ok, tụi nó đi vô kìa các bạn. Nhưng mà các bạn biết không, đằng sau chỗ đó nó sẽ dịch chuyển tụi nó tới một thứ mà tụi nó chưa kịp kiểm tra tụi nó vô. Tôi sẽ cho các bạn xem thử đằng sau cái này nó sẽ là cái gì đây. Hãy chơi, tụi mình vô đây rồi đây các bạn. Thấy quen không ta? Đúng rồi, đây chính là nhà tụi mình, chỉ cần đi ra mình đóng người này là một cây. Tụi nó bị nhốt vô tù rồi các bạn. Bây giờ để coi, tôi lấy một bình sữa mình uống vô coi. Mình sẽ hết tú tên ba. Hello, hello mọi người, tôi gà nè. Ok, không phải ông má. Trời đất ơi, tụi nó xỉu hết trơn luôn rồi. Coi kệ cho tụi nó nghĩ vậy cũng được. Nhưng mà tụi nó quan trọng là bị bắt vô tù giam giữ gì. Tội phá làng, phá xóm, trôn tô gà rồi coi. Yeah, vậy thì mình đã thành công xử lý tụi nó xong rồi. Mặc dù không có chị Nabi cảnh sát ở đây, nhưng mà mình cũng thay chị Nabi gọi là hành thiện nữa các bạn. Là mình sẽ làm những việc tốt, bắt mấy đứa phá làng giờ mốt mình sẽ thả nó sao các bạn. Ok, thì các bạn thấy video hôm nay cái hầm mộ của tô gà như thế nào, đừng quên comment bên dưới nha. Còn bây giờ thì các bạn hãy bấm vô video này để coi một video khác cũng vô cùng là hay đó nha các bạn. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, và hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.